Phẩm thứ bảy, khuyên phát niệm Phật và đọc tụng chân ngôn. Lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con nay vì thương tưởng chúng sinh nơi thời mạt pháp, khi ấy kiếp giảm thọ mạng ngăn ngùi, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít, con sẽ ban cho người niệm Phật thần chú Đà Ra Ni này, để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng, trừ sạch phiền não, được mau chóng sinh về cực lạc gọi là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Liền nói chú rằng: Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha A Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rỉ Đa Tỳ Ca Lan Đê A Di Rỉ Đa Tỳ Ca Lan Đa Và Di Ni Và Và Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Người niệm Phật phải giữ giới ăn chay, thân khẩu ý đều phải thanh khiết. Ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng 21 biển như vậy, diệt được các tội tứ trọng ngũ nghịch thập ác, và quỷ ban chính pháp thường được Đức Phật A-di-đà. Hiện trên đỉnh đầu hiển đời an ổn phước lạc, hơi thở cuối cùng được tùy nguyện mà giảng sinh cực lạc. Hoặc tụng đến 30 muôn biển, liền thấy Phật ngay trước mặt mình. Bây giờ ngài Quán Thế Âm Đại Bồ Tát bước ra trước Phật bạch rằng: Nay con nương quy thần của Đức A Di Đà mà ban cho chúng sinh quyết chí niệm Phật. Thời mạt pháp một chân ngôn gọi là vô lượng thọ Như Lai chân ngôn. Đây là tán pháp bí mật của Phật A Di Đà, ẩn chứa vô biên thần lực tự tại bất tư nghị. Nếu hàng tỳ kheo tỳ kheo ni hoặc ưu bà tắc ưu bà di lỡ phạm giới căn bản, tụng xong bài biến liền trở lại được giới phẩm thanh tịnh. Tụng 21 biên tiêu diệt các tội tứ trọng ngũ nghịch thập ác và tất cả chướng ngại, trên bước tu hành đều trừ sạch, hiện đời an lạc thuận lợi, được sự nhiếp thọ của vô lượng thọ Như Lai. Tụng một muôn biển tâm bồ đề hiển hiện nơi thân không quên mất, thì Đức Phật phóng quang tụ trên đỉnh đầu, người niệm Phật lần lần thể nhập tĩnh tâm tròn sang, mát mẻ tiêu tan tất cả phiền não. Khi lâm chung, hành giả niệm Phật liền thấy Phật A Di Đà cùng vô lượng muôn ức Bồ Tát vây quanh, an ủi tiếp dẫn người niệm Phật
tức khắc được sinh về thượng phẩm ở Cực Lạc vậy. Sau đây con xin tuyên đọc Vô Lượng Thọ Như Lai chân ngôn. Nam mô Rát Na Tờ Ra Gia Gia Na Mắt A Rị Gia Mi Ta Pha Gia Ta Ta Gà Ta Gia Rờ Ha Tê Sam Giác Sam Bút Đa Gia Ta Đi Gia Tha Ôm A Mờ Rật Phê A Mờ Rật Tô Đờ Phá Vê A Mờ Rật Ta Sam Phá Vê A Mờ Rật Ta Ra Ri Phê A Mờ Rật Ta Xích Đê A Mờ Rật Ta Tê Đê A Mờ Rật Ta Di Hờ Rìm Tê A Mờ Rật Ta Di Rờ Hiêm Ta Ga Mi Nê A Mờ Rật Ta Ga Ga Na Ki Ti Ca Đê A Mờ Rật Ta Đung Đa Phi Sờ Ba Đê Sạc Ba Rờ Tha Sa Đa Nê Sạc Ba Các Ma Ca Lê Sa Ca Sa Dầm Ca Lê Sờ Ba Hang. Ngày Quang Thế Âm vừa đọc xong bài chân ngôn ấy, bỗng vô lượng vô biên vô số thế giới đều chấn động sao cách. Quang minh chiếu rực cả mười phương, Đức Thích Ca cùng chư Phật khắp thế giới hư không dời. Đồng khen ngợi lành thay lành thay. Lúc bấy giờ Ngài Diệu Nguyệt Trưởng giả vui mừng vô hạn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chiên áo phơi bài giấy hầu, đi nhiễu quanh Đức Phật Thích Ca ba vòng, rồi chắp tay quỳ gối, hướng lên Đức Phật mà đọc bài kệ khen ngợi rằng: Đức Phật Thế Tôn chánh biến tri tướng hảo đoan nghiêm đều viên mãn, rủ lòng đại từ bi vô hạn mở bài đại pháp mi cứu quần mê. Niệm Phật hiển tiền đắc Phật tướng thâm nhập cảnh giới bất tư nghị. Nhân đây Bồ Tát này sở phát tâm quyết định một lòng xưng niệm Phật. Hồng danh chưa nhóm vô lượng nghĩa lợi lạc muôn ức chúng hữu tình. Đức Phật Thế Tôn đấng vô thượng tri kiến giác ngộ đều quang minh. Rắc rãi tuệ nhật khắp mười phương, rưới trận mưa pháp như cam lộ niệm Phật giáng sinh cõi Cực Lạc. An nhiên chứng đắc vô sinh nhẫn nhẫn đây Bồ Tát sở phát tâm. Gìn giữ thân tâm bằng Phật hiệu hồng danh tỏ ngộ chân như tầng. Dẫn dắt chúng sinh vào tam muội Đức Phật Như Lai đấng bất đồng. Chẳng đến chẳng đi chẳng đoạn thường xa lìa chấp hữu hoặc chấp vô. Tự tại chỉ bài phương tiện lực niệm Phật an trụ nơi bản giác. Tùy nghi hòa hợp với tánh không nhân đây Bồ Tát sơ phát tâm. Trang nghiêm tự thân bằng niệm Phật hồng danh hiển phát hư không tàn.
thời thắng giàu viên giác tánh con nay xưng tán đại đạo sư. Khen ngợi hồng danh vô lượng lực nguyện đem hồi hương khắp chúng sinh mong cầu hết thảy cùng niệm Phật. Lúc bấy giờ trưởng giả Diệu Nguyệt ở trước Đức Thế Tôn đọc bài kể khen ngợi Phật rồi thành khẩn thưa hỏi như thế này: Kính bạch Đức Thế Tôn toàn giác toàn tri, kinh này tên gọi là gì, chúng con phải phụng trì như thế nào? Phật bảo ông Diệu Nguyệt trưởng giả rằng: Kinh này gọi là niệm Phật Ba La Mật, còn gọi là xưng tán hồng danh công đức kinh, cũng có tên là niệm Phật Bát Nhã Tam Muội Kinh. Các ngươi y theo đó mà thọ trì. Này Diệu Nguyệt, trong thời mạt pháp các kinh điển đại thừa đều viết tần nơi cõi Nam Diêm Phù Đề, chỉ có kinh này tồn tại. Đức Phật A Di Đà cùng ta đều rộng mở đại từ bi mà lưu trụ kinh này thêm 10 năm nữa. Hai vị đại Bồ Tát Quan Thế Âm và Phổ Hiền đồng phát nguyện thủ hộ kinh này và che chở những người niệm Phật, khiến những kẻ chống trái và ác ma không thể làm nhiễu loạn bức hại được. Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn nhìn chúng hối đạo tràng mà bảo rằng: Này đại chúng, nơi thời kỳ chinh pháp cuối cùng hoặc về sau nữa, nếu có người nào thọ trì đọc cũng suy gầm biên chép kinh niệm Phật Ba La Mật này, thì các ngươi phải biết người ấy trong vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp lâu xa đã từng gặp gỡ thân cần cúng dường tôn trọng chư Phật. Người ấy vốn thật sự từ Bát Nhã Trí sinh ra, đời đời thực hành giáo pháp Như Lai vô tận tán dày. Này đại chúng, nơi thời kỳ chinh pháp cuối cùng hoặc về sau nữa, nếu có người nào thoáng nghe qua kinh niệm Phật Ba La Mật này mà phát khởi tính tâm chắc thật, chẳng kinh nghi, thì các người phải biết người ấy ở trong vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp lâu xa, từng dùng mạnh phát y tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát hành không mỏi nhọc và nơi chư Phật, từng gieo trồng giải thoát đức Bát Nhã đức pháp thân đức, chẳng thể tin đêm thí dụ được. Này đại chúng, nơi thời kỳ chinh pháp cuối cùng hoặc về sau nữa, nếu có người nào tin nhận ghi nhớ rõ ràng nghĩa thú của kinh niệm Phật Ba La Mật này, rồi nương theo đó mà xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu một niệm
hai niệm cho tới mười niệm. Hoặc nhiều lần có mười niệm thì các ngươi phải biết người ấy chắc chắn được Phật thọ kỳ. Hiện phát năng lực của tánh không, tỏ ngộ trí kiến Như Lai, và bước thẳng vào cảnh giới thanh trí tự chứng dậy. Này đại chúng, nếu các ngươi thấy người nào thọ trì kinh này và thường xuyên niệm Phật, thì phải khởi lòng tôn trọng y như kinh ngưỡng chư Phật vậy. Chớ nên mong tâm ngăn trở người thọ trì kinh này, chẳng được phơi bày lỗi lầm sai trái của người niệm Phật. Này đại chúng, nên biết rằng vô lượng vô biên muôn ức na do tha di trần số quá thân, và ta khắp tất cả quốc độ trong mười phương cũng đều giảng nói kinh niệm Phật Ba La Mật, cũng đều khuyên phát chúng sinh siêng năng niệm Phật. Tất cả chư Phật phân thân của ta luôn luôn phóng đại quang minh nhiếp thọ và thủ hộ những chúng sinh niệm Phật không rời bỏ. Lúc Phật giải kinh này xong rồi, chư vị đại Bồ Tát ở mười phương, chư vị trưởng lão thánh dân như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp cùng các trời rồng giả xoa, nhân phi nhân, tất cả đại chúng đều rất hoan hỷ thọ trì lời Phật dạy, ân cần đánh lễ mà lui ra vậy. Nam mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát.